năm nay mình 8 tuổi. Chào mừng các bạn đến với chương trình Tết yêu thương. Các bạn thân mến, Tết Nguyên Đán sắp đến rồi phải không nào? Tết Nguyên Đán hay còn gọi là Tết âm lịch. Vào dịp này, mình rất thích được đi chơi ở Hồ Gươm, Tháp Vua hay là đến chùa này, được mua nhiều quần áo mới và được mua đồ chơi ra đây các bạn ạ. Còn các bạn thì sao? Các bạn thích gì vào dịp này? Hãy chia sẻ cho mình nghe nhé. Bước sang năm mới, mình chúc gia đình bạn luôn luôn bình an, hạnh phúc và thành công. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.